Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2021, và chúng tôi cũng xin gửi lời chào đến quý khán giả đang xem chương trình cũng như là quý khán giả của hai miền Nam Bắc Cali trên hệ thống băng tần VNTV 57.3, 16.10 và 26.9 của Las Vegas. Xin gửi lời chào đến chú Chu Phước Tiến. Chào chú. Xin chào Hương Thảo và kính chào quý vị. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chúng tôi ngày hôm nay nói về vấn đề mà NATO đang cảnh cáo Nga, bởi vì nếu mà Nga mà tiếp tục mà xâm lăng Ukraine bằng cách là xây dựng một lực lượng quân đội là chống Ukraine ở bên cạnh biên giới, hiện nay người ta thấy là khoảng chừng 100.000 quân Nga đã tập trung ở biên giới Ukraine. Do đó người ta đang sợ một cuộc chiến tranh xảy ra. Một khi mà chiến tranh Ukraine và Liên Xô xảy ra thì có thể dẫn đến ngoài nổ, dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Chúng ta nhớ trước đây cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã xảy ra là vì một cái tham vọng của Hitler, và bây giờ chúng ta đã thấy là Liên Xô đang tỏ ra tham vọng và muốn nuốt chửng một số nước khác để làm chế độ cho mình. Xin nhắc lại cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai để chúng ta để cùng rút kinh nghiệm. Thưa quý vị, cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu từ tháng 9, mùng 1 tháng 9 năm 1939, là khi mà quân Nazi của Đức Quốc xã đó, dưới sự điều khiển của Adolf Hitler đã xâm lăng Ba Lan. Và sau đó thì lập tức nước Anh và nước Pháp cũng tuyên chiến với Đức vào ngày 3 tháng 9. Rồi sau đó thì nước Đức tiếp tục chiếm đóng một số tất cả quốc gia chung quanh của Âu Châu, và tập lập một cái lực lượng gọi là Axis, tức là cái lượng trục của giữa Đức này, giữa Italy và Japan. Thì sau đó thì Đức đã mang quân xâm chiếm Nga, hồi đó là gọi là Nga Xô chứ chưa phải là Liên Xô. Thế vậy thì sau đó thì nước Nhật lại gây chiến với Hoa Kỳ bằng cách là bỏ bom Tân Châu Đảng. Và đây là một sự kiện rất là đặc biệt, vào năm 1941 đó là bắt đầu nước Mỹ bắt đầu mới nhảy vào cuộc, và từ đó cuộc tranh chiến giới thứ hai đã xảy ra một cách mãnh liệt, làm chết khoảng chừng 70 triệu người, từ 60 đến 70 triệu người. Đây là một cuộc chiến tranh là không có chuẩn bị trước, do đó thì nước Mỹ đã bất ngờ bị tấn công ở trên châu cảng, trong khi nước Mỹ chỉ muốn đứng ngoài cái ngoài cuộc, không muốn dính líu đó. Nhưng mà khi mà người Nhật đã tấn công châu cảng làm chết khoảng mấy ngàn binh sĩ và làm thiệt hại một số những tàu chiến lớn, thì Mỹ bắt buộc phải nhập cuộc, và từ đó chiến tranh xảy ra cho đến năm 1945, là sau khi hai trái bom nguyên tử bỏ xuống Hiroshima Nagasaki thì nước Nhật đầu hàng. Và trước cái đó thì quân đội đồng minh đã được dẫn bởi lực lượng bởi Hoa Kỳ mà Eisenhower, tức là tổng tư lệnh lực lượng xâm chiếm ngày em, tức là vào xâm chiếm đi vào Normandy, để từ đó xông vào trong lục địa Âu Châu, và từ đó đánh quân Đức tan tành luôn. Nhưng mà cái lực lượng chính để chiếm cái Berlin á, thì quân đồng minh hồi đó lại nhường cho Nga Xô, để Nga Xô thiệt hại rất là nhiều, hại chết cả chục triệu người trong cái trận chiến Stalingrad. Từ đó thì chúng ta thấy là cuộc chiến tranh xảy ra có thể bất cứ lúc nào. Thì bây giờ thì Liên Xô đang hùng hổ xây dựng quân đội ở chỗ biên giới của Ukraine. Theo cái đó thì Trung Cộng cũng là với dọc dình bay máy bay qua tới 136 máy bay, bay qua Đài Loan, bay lại diễn với bên trời. Đó là những cái hành động thù nghịch rất là đáng ngại. Thì đó bây giờ chúng tôi cũng chỉ nhắc lại cái sự kiện lịch sử của năm 1939. Chúng ta thấy rằng chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào với những kẻ tham vọng bá quyền. Thưa quý vị, dạ, và chúng tôi vẫn tiếp theo cái phần tin của bản tin chú Tức Tiến, cho thấy rằng là NATO cũng đã lên tiếng để cảnh báo Nga, cho thấy rằng là phải đang theo dõi sát cái tình hình ở biên giới Ukraine, và kêu gọi là Nga phải nên minh bạch về cái hoạt động quân sự. Đây là lời của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc của NATO là ông Stoltenberg. Ông cho biết rằng những cái người quan chức trong cái khối NATO, họ nói rằng là Nga cũng đang tập trung cái lượng lớn một cách bất thường gần với biên giới của Ukraine trong suốt cái thời gian những tuần gần đây, và cần nhấn mạnh rằng phải giảm sự căng thẳng cũng như ngăn chặn về cái nguy cơ leo thang xung đột có thể sẽ xảy ra tại Ukraine. Và những cái nước phương Tây cũng đã nhiều lần lên tiếng để mà bày tỏ sự quan ngại về cái vấn đề mà chuyển lực lượng của Moscow, và đồng thời cũng đã cáo buộc rằng là Nga đã đưa những binh sĩ cũng như là khí tài qua biên giới của Ukraine. Và Bộ Ngoại giao Đức đã kêu gọi Moscow phải nên kiềm chế tại cái khu vực biên giới này, trong khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken, ông cho biết rằng là bày tỏ lo ngại về cái hoạt động quân sự của Nga
tại biên giới phía Tây, cũng như nhấn mạnh là sẽ cam kết bảo vệ cái đất nước Ukraine này, cùng với lại người đồng cấp Pháp là Jean-Yves Le Drian cũng đã lên tiếng như vậy. Thì theo như là những cái hình ảnh vệ tinh cũng đã cho thấy vào tháng 10 vừa rồi, thì những cái đoàn tàu xe vận tải của Nga cũng đã chở một cái lượng lớn về khí tài, xe tăng, tên lửa di chuyển tại cái khu vực miền Nam và miền Tây của Nga. Nhưng mà những cái quan chức chính phủ lại lo ngại rằng Nga có thể sẽ chỉ là tổ chức một cái cuộc diễn tập quân sự bình thường thôi, hoặc là tập trung lực lượng gần biên giới để mà nhằm gây một cái áp lực lên Ukraine. Và để bình luận những cái bức ảnh trên thì người phát ngôn viên của Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov, ông cho biết rằng đây là một trong những cái hoạt động chuyển các thiết bị quân sự hoặc là đơn vị quân đội trên lãnh thổ Nga. Đây là một trong những cái việc riêng của đất nước chúng tôi. Thì khi mà ông đã lên tiếng bình luận như vậy thì NATO chỉ là có một cái là lên tiếng cảnh báo Nga, chỉ sợ một cái sự xung đột xảy ra ở Ukraine. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, bản tin chi tiết của Phương Thảo vừa gửi đến quý vị vấn đề Nga Xô vẫn đang chứng tỏ mình là kẻ tham vọng bác quyền y hệt như là Trung Cộng. Thì Mỹ cũng đã có một cơ chỉ mà phải nói là cố gắng để duy trì cái hòa bình của thế giới, thưa quý vị, bằng cách là vừa Biden đã mời Tập Cận Bình để mà nói chuyện riêng về nhiều vấn đề. Thì trong cái cuộc nói chuyện này người ta chưa rõ chi tiết, chúng tôi sẽ báo cáo sau, nhưng mà chỉ đó là lần đầu tiên mà hai người trực tiếp gặp nhau để mà nói chuyện về nhiều vấn đề, chứ là về tài chính, về kinh tế cũng như là về Đài Loan. Thì trong khi đó thì Mỹ chủ trương nói chuyện một thẳng về vấn đề nhân quyền, đặc biệt là vấn đề nhân quyền của những dân tộc của Duy Ngô Nhĩ, thưa quý vị. Đó, Biden đã thẳng thắn đặt vấn đề này với Tập Cận Bình, là vấn đề này nghĩa là Tập Cận Bình nếu ở Trung Hoa mà tìm cách mà tiêu diệt luôn cả một cái chủng tộc như thế thì điều đó là không có đúng. Trong khi đó thì Tập Cận Bình cũng chỉ trả lời bằng cách rất là thoái thác. Thì chúng tôi sẽ có chi tiết thì sẽ trình bày với quý vị sau. Mình biết đây là mấy cuộc đầu tiên của hai người đã gặp gỡ nhau để mà có thể nói chuyện thẳng thắn về nhiều vấn đề. Nhưng hy vọng rằng là cái cuộc nói chuyện này để chứng tỏ thấy là sức mạnh của Hoa Kỳ không có ngán ngại gì Trung Cộng. Nếu mà Trung Cộng có gây chiến xảy ra với Đài Loan, chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ phải nhảy vào. Vì chúng ta thấy là gần đây đã có những cái tin là mới được phát giác ra, đó là Hoa Kỳ đã gửi nhiều lực lượng quân sự sang bên Đài Loan và mặc quần áo thường phục, cũng như nhiều máy bay cũng là được sơn đi, để cho lại thấy là máy bay dân sự, thật sự đó là máy quân sự, và đang huấn luyện cho các binh sĩ Đài Loan khoảng trực chiến trên không và trên biển. Thì đây là những cái hành động mà kêu là đề phòng, nhưng mà biết đâu có những chuyện xảy ra. Nhưng chúng ta thấy có những ngọn lửa nhỏ xảy ra như tôi vừa nói phần đầu, tức là cuộc chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra cũng vì một yếu tố rất là nhỏ. Thì cuộc chiến tranh thế giới cũng thế nữa, là một cuộc giết giữa một ông hoàng Ferdinand của nước Áo thì gây ra chiến tranh thế giới thứ nhất. Rồi bây giờ chúng ta không biết rằng là cái cuộc chiến tranh thế giới thứ ba có xảy ra không. Nhờ tin rằng là với những sự hiểu biết của các vị lãnh đạo trên thế giới thì sẽ không có cuộc chiến tranh này. Thì một khi cuộc chiến tranh xảy ra thì nhân loại sẽ bị tận diệt cả đến 2/3, thưa quý vị. Dạ, và tiếp theo thì đây là một trong những cái bản tin nói về vaccine, khi mà bản tin của Thụy Sĩ cho thấy rằng là nước của họ đang có một cái công ty tên là Emergex đang chuẩn bị để mà thử nghiệm lâm sàng về cái vấn đề mà miếng dán trong cái giai đoạn đầu về cái vấn đề mà vaccine COVID-19 với lại khoảng 26 tình nguyện viên thuộc thành phố Los Angeles. Thì đây là một cái miếng dán của công ty Emergex có trụ sở tại Oxfordshire của Anh Quốc. Sẽ tạo ra những có tế bào T có tác dụng để loại bỏ những cái tế bào cũng đã bị nhiễm nCoV khỏi cơ thể, cũng như là nhằm ngăn chặn cái loại virus này nhân lên và giảm cái nguy cơ bệnh nhân diễn tiến nặng. Thì trong khi những cái loại vaccine COVID hiện tại đang được tạo ra là không có thể bám vào virus và ngăn lây nhiễm từ tế bào này trong cơ thể, thì cái dạng vaccine loại dán của công ty Emergex này lại có khả năng là tìm kiếm cũng như là tiêu diệt những cái tế bào đã nhiễm virus. Và những cái loại vaccine như là Pfizer, AstraZeneca cũng tạo ra những cái tế bào T nhưng mà ở một cái mức độ rất là thấp. Và theo như là cơ quan quản lý thực phẩm dược phẩm của Thụy Sĩ cũng đã bật những cái tín hiệu cho thấy rằng là Emergex sẽ tiến hành những cái thử nghiệm sơ bộ trên người ở thành phố Los Angeles với 26 tình nguyện viên. Và nhóm người này sẽ được dán những cái miếng vaccine này với những cái liều lượng khác nhau và bắt đầu sẽ vào tháng 1 năm 2022 sắp tới.
Và cái kết quả thử nghiệm ở giai đoạn 1 này sẽ được dự kiến là sẽ công bố vào tháng 6 của năm 2022. Và những cái loại vaccine hiện tại mà chúng ta dùng là chủ yếu là theo cái công thức là mRNA để tạo ra những cái phản ứng của cơ thể, nhưng mà sẽ suy yếu dần dần theo thời gian. Và đây là một trong những cái vấn đề rất là gây khó khăn cho một số nước, khi mà cũng đã có những cái khuyến cáo rằng là những người dân nếu mà tiêm liều tăng cường là liều mũi thứ ba để duy trì khả năng để mà nhằm bảo vệ trước cái loại virus này. Thì cái miếng dán của công ty Emergent sẽ hoạt động bằng cách là tiêu diệt những cái tế bào đã nhiễm virus và sẽ cung cấp cái khả năng miễn dịch một cách lâu dài hơn và sẽ kéo dài trong nhiều thập kỷ và cũng có thể chống những cái chủng virus đột biến tốt hơn. Thì loại vaccine dán này có kích thước khoảng bằng đầu một cái ngón tay và chứa một cái kim siêu nhỏ có thể đưa vaccine vào cơ thể trong vòng chỉ vài giây thôi và có thể bảo quản tại nhiệt độ phòng đến khoảng 3 tháng. Không giống như là một số cái dạng vaccine khác phải bảo quản ở một cái nhiệt độ rất rất là lạnh hoặc là cực lạnh. Và nếu mà được thử nghiệm cái thành công này thì cái công ty Emergent này có thể sẽ cung cấp vaccine dạng dán và sớm nhất mà sau khi mà thử nghiệm xong và được tiến hành để mà thực hiện thì khoảng đến năm 2025. Thưa quý vị, trước khi vào bản tin chính trị có tính chất là chiến tranh khủng bố nữa thì chúng tôi xin phép được một phút để mà nói chuyện một chút xíu về hòa bình. Chiến tranh hòa bình luôn luôn đi với nhau, nhưng mà đây một cái chương trình phải nói là để mang lại hòa bình trên loại, đó là một chương trình nhắc sinh được bảo trợ bởi đài VNTV 57.3 sẽ được tổ chức vào ngày mùng 4 tháng 12 năm nay, tức là còn chưa tới một tháng nữa, tại địa điểm là nhà thờ The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, số là 10332 Bonsa Avenue, từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, 10332 Bonsa, tức là bên cạnh của trung tâm y tế và đón cơ gần giữa Bonsa và The War. Thì xin mời quý vị tới để tham dự một chương trình mà đem lại một cái không khí hòa bình này trong cái thời điểm mà chiến tranh lúc nào có thể xảy ra, với hai MC Trần, bác sĩ Trần Việt Cường và Diệu Quyên, một câu lạc bộ tình ca sĩ và 5 ban hòa ca cũng như là 21 ca sĩ khác. Thì xin mời quý vị vào cửa tự do nhé, Bắc Kinh mênh mông. Một lần nữa, chương trình được bảo trợ bởi đài 57.3 VNTV. Xin mời quý vị tới cùng tham dự để thưởng thức buổi chiều tốt đẹp. Dạ, và rất là cảm ơn bản tin của Chu Đức Tiến, và cũng xin kính mời quý khán giả hãy đến dự cái chương trình mà nhạc về cái đêm Giáng sinh vào ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 12 sắp tới. Và chương trình cũng được bảo trợ bởi đài VNA của chúng tôi. Và chúng tôi tới đây thì xin kính mời quý khán giả hãy giữ hệ thống phần tầng VNTV đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình, và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.